Vâng, xin chào tất cả các bác. Em vừa khui được cặp loa JBL L12. Những cặp loa này rơi vào huyền thoại của dòng JBL, nó là L12 và L100 Cantori. Và những cặp loa khác như là Bookman 12, L166 vân vân. L12 cho chúng ta nghe tiếng bass rất là sâu và đậm, đặc trưng của dòng L12. Và nó là sở hữu một chép dom cao cấp nên dải cao nó rất là bén. Đấy. Dòng loa này rất là thích hợp cho các bác nghe tiếng ba dải nó căng và bén và dải bass trầm sâu có lực, rất là dễ phối ghép. L12 rất dễ phối ghép nha các bác, nó không như những dòng 412. L112 đây thì nó rất là dễ phối ghép như là L100 Cantori. Các bác có thể đánh vào những con Lookman L80V, 85V hoặc là Marantz 1150, 1250 hoặc là những dòng Sansui Receiver. Em vừa về cặp này, nó rất là đẹp. Em qua giới thiệu cho các bác, để các bác nào đang cần sưu tầm những cặp JBL 12 thì alo cho em. Đấy, các bác thấy cái bát còn ánh kim tuyến và rất là đẹp nha. Đây là lo chung. Rọi xung quanh thì chúng ta có thể thấy được cái phần tầng bên trong. Đấy. Bút lỗ thông hơi phía trước. Đây là cái chép rất là đẹp nha. Đấy, chép này. Rất là đẹp. Lo chung. Tổng quan của cặp loa này. Đấy. Này, các bác thấy rốn rất là đẹp nha. Đấy, mộc mà. Đó, còn kim tuyến còn ánh rất là đẹp nha. Viền còn rất là sáng bóng. Và cặp này là seri liền kề 25-26. Hai vi tinh chỉnh phía trước. Trở kháng là 8 ohm. Rồi, em dựng lên và qua chi tiết cho các bác cùng xem nha. Vâng, đây là tổng thể và e căng của cặp loa. Căng là căng zin nha các bác, rất là đẹp nha. Đẹp lắm. Căng cực kỳ đẹp nha. Nó là khung thép nha. Đấy, căng logo phía trước. Đấy, khung thép nha. Khung thép nguyên bản này, các bác thấy theo thời gian. Đấy, đây là chưa vệ sinh này. Rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi, em sẽ lấy ra. Trời hơi tối, quay nó chắc nó không được rõ rồi. Canh giờ là cũng 5:30 rồi nha các bác. Đây, về phía trên và băng gỗ rất là đẹp. Thùng vách là góc cạnh là đẹp tuyệt vời nha. Không cắn, không bể, không nở nha các bác. Đây. Các bác có thể vào Zalo xem ảnh nó sẽ rõ hơn. Tại vì quay canh giờ nó không có được rõ rồi. Chủ yếu là các bác thấy góc cạnh nó không bị bể nở, không cắn. Lo tuyển rất là kỹ. Giá em để cho các bác là 30.500.000 trong cái mùa này nha. Bác nào nhanh tay thì alo cho em. Giá tốt nhất có thể cho các bác nha. Các bác lưu ý đây là những cặp lo bãi nha. Đấy. Các bác thấy vòng nó rất là đẹp nha. Đấy. Bây giờ tối mất, quay không được rõ nữa. Các bác vào Zalo bên hai Zalo có thể trao đổi chi tiết hoặc là trên Facebook em có đăng nha. Chứ giờ quay nó không có rõ, các bác thấy nó không có rõ đâu. Chủ yếu quay các bác thấy được cái tổng quát của cặp loa nó đẹp và nó không bị cắn hay là bể gì đó, vâng vâng. Cặp loa seri liền kề nha, rất là đẹp. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nào cần cặp loa JBL 12 để sưu tầm và nghe chắc âm em này tuyệt vời rồi. Giá em đang để cho các bác 30.500.000, em đã bao ship nha.